Sập cầu treo ở Ấn Độ, 132 người thiệt mạng, mò mẫm xuyên đêm tìm kiếm người rơi xuống sông. Cây cầu treo ở thị trấn Merbi, bang Gujarat bị sập vì không chịu được sức nặng của hàng trăm du khách vào lúc 18 giờ 42 phút tối ngày 30 tháng 10 giờ địa phương, tức 20 giờ 12 phút theo giờ Hà Nội. Giới chức cho biết có gần 500 người, trong đó có cả trẻ em và phụ nữ, đang tập trung trên và xung quanh cầu để tham dự lễ hội ánh sáng Diwali của Hindu giáo khi thảm kịch xảy ra. Nhiều nạn nhân bị rơi xuống sông Machu ngay bên dưới. Theo cập nhật mới nhất, ít nhất 132 người thiệt mạng trong vụ sập cầu treo ở thành phố Merbi, bang Gujarat, Ấn Độ. Cây cầu dài 230m được xây dựng vào thế kỷ 19, đã đóng cửa trong 6 tháng để trùng tu và chỉ mới mở cửa đón du khách trở lại vào tuần rồi. Cảnh quay trên truyền hình cho thấy hàng chục người bám vào dây cáp và những phần còn lại của cây cầu bắc qua sông Machu khi lực lượng cứu hộ cố giải cứu họ. Một số người trèo lên phần còn lại của cầu tìm đường đến bờ sông, trong khi những người khác bơi đến nơi an toàn. Giới chức Ấn Độ triển khai tàu và thợ lặn đến hiện trường để tìm kiếm những người mất tích. Binh sĩ lục quân và hải quân Ấn Độ cũng được điều động. Họ lập kế hoạch chặn nguồn nước ở sông Machu từ một con đập gần đó và dùng bơm hút bớt nước sông để tăng tốc chiến dịch. Ông Vasava, người bơi được vào bờ sau khi cầu sập, cho biết cây cầu sập chỉ trong vài giây. "Tôi muốn đưa vài người vào bờ theo tôi nhưng họ đã chìm hoặc bị nước cuốn đi", người này cho biết thêm. Trong một đoạn video được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, có thể thấy một vài thanh niên đá cáp và rung cầu để dọa du khách. Ông Goswam, một nhân chứng, cho biết khi ông và gia đình ở trên cầu, một vài thanh niên đã cố tình rung cáp, khiến nhiều người gặp khó khăn trong việc đi lại. Đồng thời cho biết hành động của những thanh niên này khiến gia đình ông cảm thấy bất an và quyết định rời khỏi chiếc cầu. Ông thậm chí còn báo vụ việc cho nhân viên cầu nhưng họ thờ ơ. Thủ tướng Modi hiện đang ở quê nhà Gujarat trong chuyến thăm 3 ngày, cho biết ông vô cùng đau buồn trước thảm kịch này. Văn phòng của ông đã thông báo về các khoản bồi thường cho nạn nhân và thúc giục nỗ lực cứu hộ. Hiện thi thể các nạn nhân trong vụ sập cầu được đưa đến một bệnh viện ở Merbi. Chính quyền bang Gujarat thông báo đã lập đội đặc nhiệm để điều tra thảm kịch. Trong khi đó, chính quyền bang cho biết đã thành lập một đội đặc biệt để điều tra nguyên nhân vụ việc. Vụ sập cầu là thảm họa lớn thứ 3 của châu Á liên quan đến đám đông trong một tháng. Hôm ngày 29 tháng 10, một vụ giẫm đạp trong lễ hội Halloween ở Itaewon, Seoul, Hàn Quốc đã khiến 154 người thiệt mạng, chủ yếu là thanh niên. Ngày 1 tháng 10, một vụ giẫm đạp đã xảy ra tại một sân vận động ở Indonesia khi các khán giả vội vàng bỏ chạy khỏi khán đài, khiến 132 người thiệt mạng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.